Vâng, xin chào các anh chị các bạn. Và bài học này thì tôi sẽ nói với các anh chị và các bạn ngay cái vấn đề của tôi muốn chia sẻ với các anh chị các bạn, là một cái bài học rất là đơn giản và ngắn thôi. Đó là chúng ta sẽ sử dụng telesale cho những ngành nào. Thì các anh chị và các bạn biết rằng là telesale là một cái công cụ để hỗ trợ khách hàng, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp xúc với khách hàng trong cái quá trình bán hàng của chúng ta. Vậy thì trong cái quá trình bán hàng của chúng ta nó có rất nhiều giai đoạn. Chúng ta có thể thấy rằng là từ khi bắt đầu tiếp cận, tìm kiếm, so sánh, rồi thì ra quyết định mua, mua hàng, giao vận, trung thành và bắt đầu phản hồi. Với một cái quá trình như vậy thì telesale hoàn toàn có thể tham gia vào bất kỳ cái khâu nào của quá trình. Cho nên telesale có thể nói rằng là áp dụng trong bất kỳ ngành nào. Thế thì cái ngành nào là ngành chủ đạo, đúng không ạ? Thế thì các bạn thấy rằng ví dụ như là trong ngành thương mại điện tử, ngành bán lẻ truyền thống hoặc là bán hàng online của các cá nhân, thì chúng ta thấy rằng là telesale là một cái công cụ rất là quan trọng và thường xuyên đóng góp vào để hoàn thiện cái quá trình bán hàng của chúng ta. Thí dụ như chúng ta đặt ad trên Facebook xong, họ comment, họ inbox, đúng không ạ? Chúng ta sẽ lấy số điện thoại của họ, chúng ta gợi ý lấy số điện thoại, xin số điện thoại, và sau đó chúng ta bốc điện thoại lên, chúng ta tư vấn, chốt sale ngay trên điện thoại, nó sẽ nhanh hơn rất nhiều việc là chúng ta chat, đúng không ạ? Hoặc là họ mua hàng trên website của chúng ta thì chúng ta cũng phải gọi điện xác nhận là anh ơi chị ơi, đơn hàng như thế này, đơn hàng như kia, giờ này em giao. Hoặc là chúng ta gửi SMS confirm về order của khách hàng, thì bản chất nó cũng chính là telesale. Cụ thể hơn nó có thể là SMS, đúng không ạ? Vâng, thế thì bây giờ trong cái ngành bán hàng online, trong ngành bán hàng truyền thống, có thể là các cửa hàng cửa hiệu, các chuỗi cửa hàng cửa hiệu, chúng ta đều có thể sử dụng telesale. Chúng ta có thể mời khách đến cửa hàng, chúng ta có thể chăm sóc khách hàng sau khi họ đã mua hàng, hoặc là chúng ta có thể giúp họ tái mua bằng cách tung ra các chương trình khuyến mại và chúng ta áp dụng SMS và chúng ta gửi. Ví dụ như là ngày 8 tháng 3 tôi có chương trình giảm giá 30% dành cho phụ nữ, ngày 30 tháng 4 tôi có chương trình 40% dành cho đàn ông, đúng không ạ? Ngày 1 tháng 6 tôi có chương trình 60% dành cho thiếu nhi, tôi giả sử như vậy. Thì bắt buộc tôi sẽ phải sử dụng telesale, tôi mời khách hàng tới. Hoặc là với những khách hàng VIP tôi phải gọi điện mời chăm sóc, hoặc là với những khách hàng thông thường tôi sẽ gửi SMS brand name hoặc là SMS tin nhắn dạng tổng đài để mời họ tới, đúng không? Cho nên là gì, cái quy trình bán hàng, chốt đơn, chăm sóc khách hàng, tái bán là đều rất cần đến telesale và SMS đó. Hoặc là trong các lĩnh vực mà ngành hàng bán buôn, B2B, khách doanh nghiệp bán hàng cho các đại lý, doanh nghiệp bán hàng cho các doanh nghiệp, thì chúng ta cũng sử dụng điện thoại di động để chốt đơn, để thông báo đơn, để chăm sóc khách hàng. Thế rồi thì chúng ta cũng phải đặt lịch hẹn với khách hàng, vân vân. Rất là cần, chứ không phải là chỉ là cái đội làm sale bất động sản, hay là chỉ cái đội làm sale tài chính, hay là làm thẻ ngân hàng, mở tài khoản ngân hàng, gửi tiền tiết kiệm thì người ta mới cần. Hầu như bất kỳ một cái người làm kinh doanh nào, bất kỳ một người bán hàng online nào, hoặc là kể cả các sếp nữa cũng đều sử dụng điện thoại di động để bán hàng cơ mà. Chẳng qua là cái tần suất, cái cách thức sử dụng nó nhiều hay ít thôi. Hoặc là các công ty cung cấp các cái dịch vụ viễn thông, hay là các công ty cung cấp những cái dịch vụ về internet, các dịch vụ trực tuyến, đúng không? Điển hình như các bạn thấy, chính cái đơn vị mà chúng ta sử dụng cái số SIM này như là Vinaphone, Viettel Mobi, vân vân, đúng không? Bản thân chính cái đơn vị này người ta cũng upsell rất là tốt, và người ta cũng chăm sóc khách hàng và gửi tin nhắn cho khách hàng SMS thường xuyên hàng ngày luôn. Thí dụ bạn hết 3G cái, người ta gửi tới hết 3G rồi mua đi, đấy chính là upsell, đúng không? Hay là hết cước cá, nó nhắn tin đến là hết cước rồi đấy, có vay không, có ứng không, có nạp không, vân vân. Cách đấy là cách upsell rất là tuyệt vời, rất là thông minh của mảng telesale. Nhưng mà nếu mà hẹp hơn thì chúng ta sẽ nói trong mảng SMS. Thì ở đây chúng ta không thể nào có một cái khóa học vừa telesale xong lại vừa SMS được. Chúng ta sẽ phải mix nó, bởi vì cái nội dung nó quá là ngắn để chúng ta vừa làm telesale một khóa học riêng, vừa làm SMS một khóa học riêng. Thì tôi sẽ nói chung trong cái chương trình này, tôi gọi là telemarketing thì đúng hơn là telesale. Telesale là bán hàng thông thường, đúng không? Thì đây là telemarketing, là bao gồm cả SMS. Đấy, cụ thể là những ngành hàng như bất động sản, hay xe hơi, hay ngân hàng, hay tài chính, hay dịch vụ internet, hay dịch vụ bảo hiểm, hay là đội bán hàng online, hay là đội giao vận, đội ship, kể cả dịch vụ đặt xe, Grab,
họ liên tục phải gọi điện để xem là khách hàng ở đâu. Đấy chính cũng là telesale đấy các bạn ạ, chứ không phải là chỉ cứ gọi như kia. Ok, như vậy chúng ta đồng ý với nhau rằng là telesale, telemarketing, tức là cái hình thức marketing, hình thức bán hàng, chăm sóc khách hàng qua điện thoại, qua SMS là một cái công cụ, là một cái hình thức rất là phổ biến và cũng rất là có giá trị trong kinh doanh của chúng ta, đúng không ạ? Và chúng ta có thể ứng dụng ở trong bất kỳ một cái hoạt động kinh doanh nào, bất kỳ một cái quy trình nào, chúng ta có thể đưa cái công cụ này vào được các bạn nhé. Các bạn cứ thiết kế đi, không có vấn đề gì cả. Vâng, xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học ngắn này. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng là chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng được trong bất kỳ ngành hàng nào, trong bất kỳ công ty nào, trong bất kỳ mô hình kinh doanh nào và trong bất kỳ quy trình bán hàng nào. Ok, xin chào, hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.